Chào mừng các bạn đến với kênh youtube tin lành do Te Tan Ti. Kênh cập nhật liên tục các bài giảng của các mục sư trong nước và nước ngoài. Các bài hát thánh ca, các bài hát nhạc thờ phượng. Các bài làm chứng chúa đã giải cứu và làm phép lạ chính trên đời sống mình. Kênh tin lành do Te Tan Ti sẽ mang lại cho quý vị bồi bổ cho thuộc linh được trở lên mạnh mẽ để chiến thắng cám dỗ, bệnh tật, nhiều nan đề trong cuộc sống. Chúa sẽ dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị bạn qua các bài giảng. Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời luôn được linh nghiệm nhiệm màu quyền năng lời của Chúa luôn được truyền tải thông điệp. Sứ điệp qua các bài giảng các tôi tớ của Đức Chúa Trời được sự sức giàu và chính Đức Thánh Linh, Ngài dạy dỗ mỗi chúng ta qua các bài giảng. Hãy lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài bằng những bài thánh ca để kết nối thông công với Chúa mỗi ngày, và chính Ngài là đấng yên ủi và bạn sự vui mừng, bình an cho bạn mỗi ngày. Chúa yêu hết thầy anh chị em trong tình yêu, cứu Chúa Giêsu Christ. Hãy ủng hộ kênh tin lành do Tetanti bằng cách nhấn nút đăng ký để không bị bỏ thông báo video mới. Xin cảm ơn.